Năng của robot này thì có hai cái nhiệm vụ chính. Cái nhiệm vụ thứ nhất là thực hiện cái việc là vận chuyển hay là đưa đồ ấy, là đưa thức ăn, đưa thuốc men, đưa nhu yếu phẩm từ phía ngoài khu vực cách ly vào đến các buồng bệnh cho bệnh nhân. Và theo chiều ngược lại ấy, thì sẽ lấy rác thải hoặc là đồ bẩn của bệnh nhân để mang ra ngoài để mình vệ sinh giặt giũ. Thế thì cái nhiệm vụ này của robot nó sẽ thay thế cho nhân viên y tế và giúp cho là nhân viên y tế không phải đi vào khu vực cách ly và không phải tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân và tránh cho cái việc là lây nhiễm từ nhân viên y tế từ bệnh nhân sang nhân viên y tế. Và qua cái quá trình nghiên cứu về robot ấy, thì chúng tôi cũng được tiếp cận với Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và cũng được các chuyên gia ở đây cho biết rằng cái tỷ lệ mà nhân viên y tế mà bị mắc bệnh COVID do cái sự là lây nhiễm từ bệnh nhân sang ấy, thì theo thống kê chưa đầy đủ thì nó khoảng 10%, và đấy là một tỷ lệ khá lớn. Đấy thì chính vì đấy là cái lý do để ra cái robot này. Và cái chức năng thứ hai là để giúp cho cái việc là giao tiếp giữa bác sĩ và nhân viên và bệnh nhân. Bác sĩ lúc đó không cần phải vào đến các buồng bệnh mà chỉ ở phía ngoài khu vực cách ly tại các trung tâm giám sát điều khiển và giao tiếp với bệnh nhân thông qua cái chức năng giao tiếp của robot. Thì đấy là cái chức năng. Và qua cái đặt hàng của Bộ Khoa Công nghệ thì trong 2 tuần thì chúng tôi đã có cái sản phẩm đầu tiên đã được lắp đặt thử nghiệm và chạy thử và lắp triển khai ở Bệnh viện Bắc Thăng Long. Đấy chính là cái cơ sở mà dự phòng cho Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 khi mà dịch COVID bùng lên. Và cũng xin giới thiệu với quý vị là hiện nay cái sản phẩm đấy chúng tôi vẫn đang trực, tức là sẵn sàng ở bên Bệnh viện Bắc Thăng Long. Nếu như dịch có bùng lên thì là sẽ được thực hiện ngay. Thì đấy là cái sản phẩm ban đầu như thế. Vâng, cũng xin ý kiến của Phó Sư về cái việc mà định hướng của học viện cũng như nhóm nghiên cứu của thầy về các loại robot trong vấn đề về giám sát, trong vấn đề về cứu hộ và trong những vấn đề về hậu cần được dùng trong những tình huống nói chung gọi là các thảm họa. Cái dịch chỉ là một dạng thảm họa, có nhiều những thảm họa, ví dụ như thảm họa về môi trường có liên quan vấn đề ô nhiễm không khí, liên quan đến những cái sự cố như là dạng đông chẳng hạn, hay là các vấn đề khác, hỏa hoạn chẳng hạn, thì nhóm nghiên cứu của thầy có quan tâm những vấn đề đó và cái định hướng này ạ? Vâng, nhóm nghiên cứu về robot của Học viện Quân sự thì chúng tôi có nhiều cái hướng phát triển, trong đó thì có cái hướng cho robot phục vụ.